Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1 tháng 3 đã ký sắc lệnh thường niên để huy động công dân nước này bổ sung vào lực lượng dự bị để huấn luyện quân sự. Sắc lệnh nêu rõ huy động trong năm 2024 các công dân Nga và lực lượng dự bị tham gia huấn luyện quân sự trong các lực lượng vũ trang Nga, lực lượng vệ binh quốc gia Nga, các cơ quan an ninh nhà nước và cơ quan an ninh liên bang Nga theo xác lệnh chính phủ nga và các cơ quan hành pháp của các chủ thể cấu thành liên bang nga được chỉ đạo đảm bảo thực hiện các hoạt động liên quan đến việc buộc công dân đi huấn luyện xác lệnh có hiệu lực kể từ ngày công bố huy động để huấn luyện quân sự được tổ chức hàng năm tại nga nhằm khôi phục kỹ năng của những công dân từng phục vụ trong các lực lượng vũ trang nga theo quy định những người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc đang học đại học đã nắm vững các chuyên ngành cần thiết trong quân đội sẽ tham gia huấn luyện huấn luyện quân sự cũng áp dụng cho những người đã xuất ngũ hoặc được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự Năm 2023, Quốc hội Nga thông qua luật nâng trần tuổi huy động quân thêm ít nhất 5 tuổi. Luật mới cho phép Nga huy động nam giới đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự nhưng không vướng bận điều gì ở độ tuổi 40, 50 hoặc 55. Trong tất cả các trường hợp, giới hạ tuổi huy động quân được nâng lên 5 năm. Điều này đồng nghĩa những sĩ quan có cấp bậc cao nhất trong lực lượng dự bị, như các vị tướng có thể được gọi nhập ngũ trở lại ở độ tuổi 70 thay vì 65, trong khi những sĩ quan cấp bậc cao khác có thể lên 55, 60 hoặc 65. Nga tuyên bố bắn hạ 5 tên lửa hành trình Storm Shadow Phòng không Nga tuyên bố bắn hạ 5 tên lửa Storm Shadow, 7 tên lửa HIMARS cùng 107 máy bay không người lái của Ukraine trong một ngày. Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy ngày 2 tháng 3 đưa tin, trong 24 giờ qua, 5 tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow bởi tên lửa từ hệ thống phóng loạt HIMARS đã bị đánh chặn. Trong ngày, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga cũng đã phá hủy trang thiết bị của đối phương ở 112 khu vực. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 107 máy bay không người lái của Ukraine ở các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye. Thống kê từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã bắn hạ tổng cộng 575 máy bay chiến đấu, 267 máy bay trực thăng, 13.969 máy bay không người lái, 416 hệ thống tên lửa phòng không, 15.323 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.227 hệ thống tên lửa phóng loạt, 8.259 pháo dã dạ chiến xung cối và 19.257 chiếc xe quân sự của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa có khả năng tàng hình do Anh và Pháp hợp tác phát triển được sử dụng để phóng từ trên không. Tên lửa này được đặt ngang hàng với tên lửa chiến thuật ATAC MS do Mỹ sản xuất. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tên lửa có tổng cộng trọng lượng khoảng 1.300 kg, mang đầu nổ đa chức năng 450 kg. Storm Shadow được trang bị động cơ phản lực, cung cấp tốc độ tối đa lên tới 1.000 km/h, phạm vi hoạt động 250 tới 300 km. Sau khi được phóng, Storm Shadow sử dụng các hệ thống điều hướng, bao gồm GPS và tham chiếu định hình, để đi theo đường bay được lập trình sẵn về phía mục tiêu. Tên lửa sử dụng cách tiếp cận tàng hình ở tầm thấp để tránh bị radar phát hiện, bay sát mặt đất để giảm thiểu khả năng hiển thị trên radar của đối phương. Hai ba xe tăng và xe bọc thép của Nga bị lính dù Ukraine đánh úp trên con đường tử thần. Lính nhảy dù Ukraine đã công bố đoạn phim do máy bay không người lái cho thấy sự phá hủy gần như hoàn toàn của một đoàn xe thiết giáp lớn của Nga ở Novo Mikhailivka, tỉnh Donetsk. Lưu đoàn tấn công đường không số 79 đã công bố một đoạn video tổng hợp có vẻ mô tả khoảng 23 xe bọc thép và xe tăng của Nga bị phá hủy và bốc khói bên lề đường quê. Quân đội Ukraine gọi khu vực này là con đường tử thần vì Nga liên tục chịu tổn thất trong khu vực. Các đoạn clip khác xuất hiện cho thấy binh lính Nga đang cố gắng trốn thoát khỏi máy bay không người lái tấn công, treo ra khỏi xe tăng và ẩn nấp sau những vụ đất. Nhiều người sau đó lại bị đánh. Lữ đoàn cho biết các cuộc tấn công được thực hiện bằng cách sử dụng hỏa lực pháo binh, hệ thống tên lửa chống tăng, hàng rào gài mìn và máy bay không người lái. Business Insider không thể xác minh độc lập đoạn video không ghi ngày tháng mà Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đã phát tán. Con đường tử thần Novo Mikhailivka là điểm xung đột lớn giữa quân đội Nga và Ukraine ở Donbass. Lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công từ phía đông ngôi làng vào tháng 12, tiến về phía nam vào tháng 1 và quay trở lại phía đông vào tháng 2. Vào cuối tháng 1, một đoạn video do lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine công bố cho thấy máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công 11 xe tăng và xe bọc thép trên cùng một đoạn đường. Có đường nối Novo Mikhailivka với ngôi làng Plahodane, cơn lân cận là một cái bẫy chết người đối với quân đội Nga trong hơn một năm qua. Vào tháng 9 năm 2023, những bức ảnh do Reuters công bố cho thấy các tình nguyện viên Ukraine đang thu thập thi thể của binh lính Nga từ Blahodane, 3 tháng sau trận chiến giải phóng ngôi làng. Con đường vào làng được mệnh danh là con đường tử thần do số lượng binh sĩ Nga thiệt mạng. Tại những khu vực này, lượng Nga đã nhiều lần cử một lượng lớn nhân lực vào trận chiến. Nhưng cây gọi là tấn công thịt này là những cuộc tấn công trực diện có nguy cơ cao nhằm cố gắng áp đảo các vị trí của Ukraine. Họ dựa vào số lượng lớn quân đội của Nga, trong khi các chỉ huy dường như không quan tâm nhiều đến việc binh lính của họ có quay trở lại hay không. Chiến thuật này đã được sử dụng trong trận đánh Bakhmut được mệnh danh là máy xay thịt của hàng chục nghìn binh sĩ và tiếp tục được sử dụng ở thị trấn Abdiabka phía đông, nơi quân đội Ukraine buộc phải rút lui trong những tuần gần đây. Một chỉ huy Ukraine chiến đấu ở Avdiivka trước đó đã nói với CNN rằng Ukraine có thể tiêu diệt đến 40 đến 70 lính Nga bằng máy bay không người lái trong một ngày. Nhưng ngày hôm sau họ sẽ gia hạn lực lượng và tiếp tục tấn công. Lực lượng Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng của phương Tây. Nhà trắng hồi đầu tháng này cho biết Ukraine đã rút khỏi Avdiivka vì binh lính Ukraine phải phân bổ đạn dược do nguồn cung ngày càng cạn kiệt do cơ hội không hành động. Tổng tư lệnh Ukraine nổi giận với chỉ huy một số lữ đoàn thất trận. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Sitsky nói đã thay thế chỉ huy một số lữ đoàn đang gặp vấn đề ở sườn phía đông, mặt trận mà quân đội của Kiev gần đây đã phải nhượng bộ một số vị trí cho Nga. Tôi tiếp tục công tác ở mặt trận phía đông. Trong vòng 3 ngày, tôi đã hiểu rõ tại sao, dù có cùng biên chế vũ khí và trang bị quân sự, một số lữ đoàn có thể ngăn chặn các cuộc tấn công và giữ vững vị trí, trong khi các lữ đoàn khác thì không. Hãng tin Anadolu dẫn lời ông Sitsky nói ngày 2 tháng 3. Tổng tư lệnh Ukraine nói rằng điều này phụ thuộc vào người chỉ huy lữ đoàn, trình độ của người này, kinh nghiệm, khả năng đưa ra các quyết định hợp lý và cân bằng, hiểu rõ trách nhiệm của việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông Zelensky nói mình đã cử các nhóm chuyên gia đến một số lữ đoàn có chỉ huy đang gặp vấn đề. Trong một số trường hợp, người chỉ huy không kiểm soát được tình hình, có hành động mệnh lệnh đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cấp dưới. Tôi buộc phải đưa ra các quyết định về mặt nhân sự, vì tướng nói. Trong bài đăng, ông Zelensky cũng đã đề cập tới một lữ đoàn chiến đấu liên tục trong hai năm qua, lui về hậu phương để rồi hồi sức. Bài đang không tiết lộ tên lữ đoàn, nhưng Ukraine Skabrapda đưa tin rằng tổng tư lệnh Ukraine đang nói về lữ đoàn cơ giới độc lập số 110, phụ trách bảo vệ thành trì ABFK. Tháng trước, quân đội Ukraine đã rút lui khỏi ABFK thành trì quan trọng và là trung tâm hậu cần lớn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói quân đội nước mình phải rút lui khỏi ABFK vì phương Tây chỉ hoãn viện trợ. Nhìn chung tình hình ở mặt trận khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát, ông Zelensky nói. Tướng Sisky cũng khen ngợi lữ đoàn thiết giáp 54 đã tiêu diệt hai hàng xe bọc thép của Nga bằng hỏa lực pháo binh chính xác kết hợp với năng lực đặt mìn. Lữ đoàn thiết giáp 25 và 47 trong các trận đánh giành Oblika và Berichy và lữ đoàn thiết giáp 79 trong việc đẩy lùi lực lượng Nga ở Novo Mikhailica. Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán nếu khả năng chấm dứt xung đột. Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow không từ bỏ ý tưởng đàm phán hòa bình với Kiev, nhưng Ukraine và phương Tây không có mong muốn thực sự về điều này. Trong cuộc họp báo sau diễn đàn ngoại giao Antalya hôm ngày 2 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ kết thúc khi nước này bắt đầu tuân thủ các chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Về câu hỏi nên để làm gì để chấm dứt xung đột ở Ukraine, Ukraine cần tuân thủ các chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế, bao gồm việc tôn trọng quyền con người, quyền của các dân tộc thiểu số, ông Lavrov nói. Chúng tôi đã công bố các mục tiêu của mình trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trong thông điệp liên bang, Tổng thống tái khẳng định rằng những mục tiêu này vẫn hoàn toàn phù hợp. Nhà ngoại giao Nga nói thêm. Theo ông Lavrov, Nga chưa thấy bất cứ đề xuất đàm phán nghiêm túc nào kể từ khi thỏa thuận hòa bình Istanbul vào mùa xuân 2022 thất bại. Không có lời kêu gọi nghiêm túc nào đối với chúng tôi về các cuộc đàm phán. Nói một cách nghiêm túc, ý tôi là những đề xuất thực sự nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Không có đề xuất nào như vậy, ông Lavrov tuyên bố. Đầu tuần tổ này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng Ankara sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev, đồng thời đóng vai trò trung gian trong quá trình này. Đây không phải là một câu hỏi dành cho chúng tôi, ông Lavrov nói khi được hỏi về các cuộc đàm phán tiềm năng và sự sẵn sàng của Ankara trong việc cung cấp vai trò trung gian cho một cuộc đối thoại. Chúng tôi xác nhận một lần nữa rằng Nga chưa bao giờ từ bỏ các cuộc đàm phán hòa bình, ông Lavrov nói, đồng thời cho biết câu hỏi này đã được nêu ra hơn chục lần. David Arakhamia, nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine ở Istanbul từng tiết lộ, cựu thủ tướng Anh Boris Johnson đã tới Kiev và thuyết phục chính phủ của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rút khỏi các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, ông Johnson đã phủ nhận mọi vai trò trong việc này. Vào mùa thu năm 2022, tổng thống Zelensky ban hành sắc lệnh cấm Ukraine tổ chức bất cứ cuộc đàm phán nào với giới lãnh đạo hiện tại của Nga. Ông cũng đưa ra kế hoạch hòa bình của riêng mình, sau này được gọi là công thức của Zelensky. Kế hoạch này yêu cầu Nga rút lực lượng khỏi tất cả các khu vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền trước khi bất cứ cuộc đàm phán nào có thể được tiến hành. Moscow coi kế hoạch này là vô lý và đổ lỗi cho Kiev cũng như những nước ủng hộ Ukraine ở phương Tây đã từ chối bất cứ cuộc đối thoại có ý nghĩa nào. Nga cũng cho biết sẵn sàng đàm phán hòa bình, miễn là tính đến tình hình thực tế. Ngoại trưởng Nga Lavrov hôm ngày 2 tháng 3 nói rằng lợi ích chính đáng của người dân ở vùng Donbass, miền đông Ukraine chưa bao giờ được các quốc gia phương Tây tính đến. Ông nói thêm, khi những người dân này vẫn còn chính thức là công dân của Ukraina, chính phủ của Tổng thống Ukraina, Piotr Poroshenko và Zelensky đã liên tục từ chối các quyền của họ. Chúng tôi không thiếu thiện trí cho các cuộc đàm phán, ông Lavrov nói, đồng thời cho biết Moscow nhận thấy phía bên kia đang thiếu thiện trí. Ông cho rằng phương Tây cũng thiếu hiểu biết về tình hình thực địa và vẫn tìm cách đánh bại Nga bằng các biện pháp quân sự, mặc dù giải pháp đó là thất bại hoàn toàn và bế tắc chúng tôi thấy phía bên kia mong muốn tiếp tục đánh bại nga trên chiến trường đáng chú ý nhất là những tuyên bố mới nhất của lloyd austin người đứng đầu đầu năm góc rằng những trường hợp ukraine đánh bại nato sẽ buộc phải chống lại nga và tuyên bố của tổng thống pháp emmanuel macron về khả năng gửi bộ binh tới lãnh thổ của ukraine ông lavrov nhấn mạnh những xu hướng này ở phương tây trong giờ lãnh đạo phương tây đã hủy bỏ mọi đảm bảo rằng phương tây quan tâm đến một số giải pháp chính trị nhà ngoại giao nga tuyên bố Israel có thể đã chấp nhận ngừng bắn 6 tuần ở Gaza. Quan chức Mỹ nói Israel về cơ bản đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn 6 tuần ở Gaza nhằm giải cứu những con tin dễ bị tổn thương nhất. Một quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Joe Biden ngày 2 tháng 3 nói với các hãng truyền thông Mỹ rằng Israel gần như đã chấp nhận khung thỏa thuận ngừng bắn 6 tuần ở giải Gaza, cho phép viện trợ tiếp cận giải đất bị tàn phá và giải cứu những con tin dễ bị tổn thương nhất. Bảo vệ con tin dễ bị tổn thương được xem là điểm quan trọng trong khung thỏa thuận nhưng quan chức Mỹ giấu tên cho biết lực lượng Hamas vẫn chưa đồng thuận về cách xác định con tin dễ bị tổn thương. Israel cũng tuyên bố đàm phán ngừng bắn không thể được xúc tiến nếu Hamas không cung cấp được danh sách con tin còn sống và đã chết. Trong 6 tuần ngừng bắn, các bên sẽ tìm cách thúc đẩy giai đoạn 2 của thỏa thuận, hướng tới xây dựng điều gì đó bền vững lâu dài hơn. Quan chức Mỹ nói thêm, giới chức Israel và Hamas chưa bình luận về thông tin này. Giới chức Mỹ trước đó cho hay các bên đã đạt tiến triển trong đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, song cảnh báo thỏa thuận phụ thuộc vào phản ứng của Hamas đối với các cuộc đàm phán ở Paris cuối tuần trước. CNN dẫn hai nguồn thạo tin cho hay nhiều cuộc đàm phán đang được lên kế hoạch ở Cairo với đại diện của Mỹ, Israel, Ai Cập và Hamas dự kiến tham dự nhưng không có Qatar. Israel và Hamas trước đó đều bày tỏ sự hoài nghi về khả năng đạt lệnh ngừng bắn trước tháng ăn chay Ramadan kéo dài từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4. Theo số liệu của cơ quan y tế Gaza, xung đột đã khiến 30.320 người Palestine thiệt mạng và 71.533 người bị thương, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đi đến ngày 2 tháng 3. Chiến sự khiến 85% dân số Gaza phải di tản trong bối cảnh thiếu thực phẩm, nước sạch và thuốc men. Khoảng 60% hạ tầng tại khu vực bị hư hại hoặc phá hủy, Liên Hợp Quốc cho biết. Xin được chuyển sang tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tiếng súng đã nổ ra trên khắp thủ đô Porto-Prince của Haiti ngày 29 tháng 2 khi lực lượng của chính quyền đối đầu với các nhóm tấn công nhằm vào đồn cảnh sát, học viện cảnh sát và sân bay quốc tế Toussaint Louverture. Các cuộc đụng độ vũ trang liên quan đến các băng nhóm với cảnh sát và lực lượng dân phòng diễn ra cùng ngày khi Thủ tướng Haiti Ariel Henry đến Kenya để đàm phán về việc triển khai một sứ mệnh an ninh đa quốc gia tại quốc gia này. Giới chức trách xác nhận đã có ít nhất 4 cảnh sát thiệt mạng, 5 người bị thương và hai đồn cảnh sát bị phóng hỏa trong các cuộc đụng độ. Các trường học và doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động. Nhiều hãng hàng không hủy các chuyến bay nội địa và quốc tế sau khi máy bay và nhà ga sân bay bị nhắm bắn. Các nhóm vũ trang đã kiểm soát phần lớn thủ đô port au và nhiều khu vực rộng lớn của Haiti những năm gần đây, gây ra tình trạng bạo lực khiến nền kinh tế và hệ thống y tế công cộng của Haiti bị ảnh hưởng trầm trọng người phát ngôn liên hợp quốc stephen dujaric cho biết năm quốc gia đã xác nhận sẽ đóng góp nhân lực cho lực lượng quốc tế đến hỗ trợ cảnh sát quốc gia haiti trong cuộc chiến chống các băng nhóm vũ trang và tôi đã được hỏi vào đầu tuần này về đóng góp của Benin sau thông báo của họ về ý định đóng góp nhân sự cho sứ mệnh hỗ trợ an ninh đa quốc gia. Tôi có thể xác nhận với các bạn rằng ngày 28 tháng 2, chúng tôi đã nhận được xác nhận chính thức của Benin về ý định hỗ trợ nhân sự cho sứ mệnh. Hiện chúng tôi đã nhận được thông báo từ năm chính phủ cam kết cung cấp lực lượng an ninh cho sứ mệnh hỗ trợ. Những quốc gia đó là Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin và Chad và chúng tôi khẳng định rằng những thông báo này được gửi cho chúng tôi theo yêu cầu của nghị quyết 2699 của Hội đồng Bảo an, trong đó các quốc gia thành viên được khuyến khích thông báo bằng văn bản về ý định đóng góp tới lãnh đạo phái đoàn hỗ trợ an ninh đa quốc gia, Hội đồng Bảo an và Tổng thư ký về ý định của họ tham gia sứ mệnh. Ngoài ra, tôi nghĩ nhiều người đã hỏi chúng tôi về quỹ tín thác mà chúng tôi được yêu cầu thành lập và chúng tôi đã làm như vậy. Đến nay, khoảng đóng góp có tổng trị giá 10,8 triệu đô la Mỹ đã được gửi vào quỹ tín thác. Chúng tôi cũng được khích lệ bởi những khoản đóng góp khoảng 78 triệu đô la Mỹ trong những ngày gần đây và nó sẽ được chuyển trực tiếp đến quỹ tín thác hỗ trợ an ninh đa quốc gia và chúng tôi khuyến khích các quốc gia thành viên tiếp tục đóng góp để đảm bảo triển khai thành công sứ mệnh. Tháng 10 năm 2023, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã phê chuẩn việc triển khai lực lượng vũ trang đa quốc gia do Kenya lãnh đạo nhằm giúp kiểm soát bạo lực băng nhóm tại Haiti. Trước đó, Mỹ cũng đã nhiều lần hối thúc tổ chức một phái bộ quốc tế tới Haiti trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng xấu đi và cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc sau vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moïse năm 2021 tuy nhiên sứ mệnh này đã bị trì hoãn nhiều tháng do các vấn đề hậu cần và thiếu nguồn tài trợ